tưởng luôn đấy. Đấy, chắc không biết có ghế ấy không? Có. Ghế ấy thì rủ Thu ra. Chìa khóa đâu? Khóa tao để đâu tao chả nhớ tìm. À, đây đây. Lòng cái gì ở bác? Mè á, mè á. Ba đấy. Thu nhìn này. Này không chặt ra rồi. Ơi, tao chặt ra. Bỏ mấy cái chân bự đi. Điên bỏ đi, vừa làm hết nông ná rồi. Mấy chân bự. Mày thế bỏ hết luôn rồi à? Mày chỉ ăn chay thôi. Chú ý à. Này om với cả chú đậu với cả thịt ma thịt à? Cứ đun đi. Mày thế là biết rồi đấy. Tinh nhỉ. Tinh chứ nhỏ lắm nha. Cũng rồi xếp vào cái hội hai ăn của Bắc Ninh rồi đấy. Chồng. Mày cái này ăn được. Ừ, cái này nó mềm. Nhưng mà Ninh ăn ngon. Ngon nhất cái đấy. Lâu không chơi cái món này. Không có cái này luộc á, bụng cũng ừ. Ừ, sao rồi kia cháy ơi dậy ra cầy á. Ừ. Về sớm nấu anh Mạnh đó ăn ăn một tí đi nấu cái loại máy mà chỉ được cái bộ mồm để em phải kém tuổi anh Tân à? Ờ 96 hàng ở hàng một tiêu. Người yêu cũ ấy kìa bác. Anh nhìn anh buồn ấy. Trẻ hơn ấy. À không nhớ này cả ông đi bổ ra. Bảo anh buồn là em thì hỏng rồi. Nhìn mặt mày như 89 ấy, như 6 gì mày. Ừ. Cô giái thật à? Hai quả kia. Đâu? Kia giái thật chứ. Đây này. Đấy, hai quả này giái này. Đây. Điên là không hai, phải. Hai quả này chẳng đang giái. Giái. Tinh à chị, tinh. Không sống. Em, đây chẳng phải đúng không? Đây đây. Đây, hai quả giái đấy. Ừ, nó cứ bảo là mỡ. Một là cật, hai là giái. Hai quả này á. Hai quả này á. Em phân thua ơi. Ra khám nghiệm cho anh này. Sợ quen mày... mày chưa nhiều khả năng mày biết ấy. Giải ấy, em giải. Mỗi tội con này con cái. Mấy em này là sinh năm bao nhiêu? Mấy em... 87 94 còn 94. Con đâu 95 à. Đấy 91. Anh thì chắc là vợ con rồi nhở? Chưa vợ con trong này rồi. Chưa ạ? À? Thế ạ? À? Trong đó là mấy anh em, đó là chưa thằng nào có vợ cả. Nhà hai anh em là có mỗi thằng Tân này có người yêu rồi. Ừ. Đây ạ, nhà anh bên này, nhà em bên này. Bên này á? À? Bên này có phải là nhà cái cổng trắng ở ngoài này không? Đúng rồi. À, cái cổng trắng đẹp đẹp nhà anh đấy à? Ừ. Nhà anh mà sao em thấy nhìn qua đấy có cái kiểu cầu thang đi lên đúng không? Ờ, đúng rồi. Cái gì cũng hay. Thế sao còn nhà hai em này thì là bên này? Bên này ạ, vâng. Có vườn mía đấy à? Không ạ, đấy là nhà bác nữa. Thế à? Xung quanh hết. Tí Tuân nó dẫn đi xem hết các nhà anh em. Đây, nhà bác cả bên đây, đi qua núi này. Ô sao cảm giác dài thế nhở? Hết từ ngoài đường dọc hết cả đây ạ. Đất rộng nguyên, à? Nguyên một góc nàng. Họ nhà anh ở trong cái góc này. Họ nhà anh. Không phát triển ra ngoài được. Ô, thế này coi như cả họ ở dọc hết bọn này anh nhở? Thế này có bàn ăn lại gần quá. Ô, ăn không dám ăn vụ. cái nhà anh, cái cổng trắng.